Năm tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút vốn đầu tư vào các khu chế xuất khu công nghiệp đạt trên 200 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 15 tháng 5, diện tích cho thuê tại các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 38,8 hecta, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 83,9 triệu đô la Mỹ. Vốn đầu tư trong nước đạt trên 3,133 tỷ đồng, tương đương trên 135 triệu đô la Mỹ. Mặc dù hoạt động thu hút đầu tư vào khu chế xuất, khu công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản, làm cho xu hướng đầu tư có phần giảm bớt so với địa phương lân cận, như do giá thuê đất cao, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 17 trong tổng số 19 khu chế xuất, khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, diện tích cho thuê đạt gần 1.800 hectare trên tổng số 2.500 hectare đất công nghiệp.